Thích một chiếc xe đẹp như Mercedes, ngồi vào khoang lái cứ tưởng BMW, nhưng lại chỉ có chưa đến 600 triệu. Thì đây là chiếc xe dành cho bạn. MG là xe Anh hay xe Trung Quốc nhỉ? Không quan trọng lắm, nhưng Aston Martin. Thậm chí đây là màu vàng của Lamborghini Urus. Đèn LED mâm 17 inch, đẹp không? Quá đẹp. Có cả camera 360. Bên trong có ghế chỉnh điện, màn hình phía trước mặt người lái full LCD, màn hình giải trí trung tâm 10 inch, có phanh tay điện tử auto hold, hộp số CVT. Hơi đáng tiếc một chút là chưa có gương chiếu hậu chống gió tự động, đã có cửa sổ trời trên phiên bản cao cấp nhất. Ghế công nghệ không trọng lực ở đằng sau thì ngồi hơi chật một chút do thiết kế dạng coupe, động cơ 1.5 hộp số CVT. Đó là tất cả những gì về MG5.